about this girl? I mean, there's like a lot of things I'd probably start with. I like the way she smiles. She got me staring for a while. Got me staring for a while. Maybe it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. Bây giờ đang là 5:55 rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để đi lễ. I should tell her now what I ever. It is what it is, man, whatever. Whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, I'm telling you now. It's whatever, yeah, whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, I'm telling you now. It's whatever. Thế là outfit của tôi ngày hôm nay. Thì đây có một chiếc túi nhỏ để làm phụ kiện với một set áo này ở bên trong. Tôi sẽ, tí nữa tôi sẽ mặc đi cà phê với bạn tôi. Còn bây giờ đi lễ thì tôi phải khoác cái áo này ở bên ngoài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lễ thôi. Đây, tôi vừa đi lễ xong. Và đây là... Tôi đi đâu? Chưa biết một quán nào đây này. Còn đây là cốc của tôi, bạn tôi. Ê, đây là nước rau má. Còn đây là đang là 11 giờ trưa rồi và tôi đang ăn trưa ở một quán ở gần tiệm làm nail luôn. Xong rồi tí nữa sẽ đi sang làm nail vì móng của tôi đã dài như thế này rồi. Đây là bữa trưa của tôi, có một chiếc xúc xích ức gà và một chiếc sandwich heo thì. When I blow up, it won't be a blunder, won't say I'm a one-hit wonder, but I'd be lying if I said I felt this every day, cause some days I feel I win, some days I'm scared to lose, some days I think what would happen if I let loose. I wanna spend my time actually living life, not stuck in my room every night. I'm scared to get closed off, closed off. Đây là info của quán cho bác nào cần nha. Thì tôi về nhà là kiểu nhảy vào tắm rửa ngay lập tức vì kiểu mọi người biết thời tiết mùa hè ở Hà Nội nó khủng khiếp nào đấy. Tôi chỉ cần ra ngoài đường mấy phút thôi là người đã kiểu mồ hôi một cái kinh khủng khiếp rồi.
bây giờ thì trong tủ lạnh tôi đang không có gì để ăn nên là tôi sẽ xuống siêu thị dưới chân nhà mua đồ ăn tối nay nha. Giờ có bao nhiêu người? Hết miếng bé này, phải hết miếng đấy luôn á. Tôi sẽ mua quả dưa này. Tôi đã về nhà an toàn rồi đây. Bây giờ khoe cho các bác xem mà tôi mua những gì nha. Đầu tiên là một vỉ sữa chua ít béo, cái này là mới ra này. Túi trứng, trứng gà, một lạng, hai lạng dưới thịt bò và quả dưa hấu. Thực ra là lúc đấy nhìn quả dưa vào quả dưa hấu tôi bị phân vân ý, nhưng mà tự nhiên thấy thèm dưa hấu. Bây giờ sẽ nấu mì, mì trộn với thịt bò xào đậu bắp nha. Tôi có một khay đựng trứng rất là cute ở đây nên là tôi thích mua trứng lẻ xong về xếp vào cái khay này hơn là mua cái vỉ có sẵn ý. Úi, cái này. Úi. Cái này thì là tôi mua ở Hội An. Mùi khuynh diệp, kiểu mùi đuổi muỗi. Đây mọi người ơi, hôm nay tôi đi cả ngày nên là không kịp ngâm gạo, nên là tôi sẽ ăn cái mì gạo lứt này nha. Tôi đã nấu xong rồi đây. Thì bây giờ mời mọi người ăn tối cùng với tôi nha. Ăn mì gạo lứt này mà cảm giác như là kiểu ăn spaghetti ấy mọi người ạ. Đáng ra là ăn cơm xong thì tôi sẽ đi bổ dưa hấu, xong sẽ đi bộ đi tập thể dục một chút, xong quay lên ăn dưa hấu cho nó mát. Nhưng mà rất tiếc là trời vẫn mưa. Tôi cứ tưởng là nó chỉ mưa rào một cái xong tạnh ấy, nhưng mà bây giờ nó lại đang kiểu mưa phùn phùn. Quên mất chưa khoe các bác bộ nail tôi làm ban nãy. Chính không ạ? Rất là summer luôn, cho mọi người xem nha. Tôi rất là thích kiểu nhiều màu, màu mềm, màu sắc như thế này. Ở bên này thì có một ngón nơ tôi rất là thích, chính là cái hình này nè. Ngón này cũng xinh. Bên này thì có một chữ là love yourself này.
Có một chú cá vàng. Chú cá vàng đại diện cho bộ não cá vàng của tôi. Rất là xinh nha. Và không thể thiếu một cốc matcha. Quả dưa này siêu đỏ luôn mọi người ạ. Ăn ngọt lắm ý. Moments later. Để tình tớ để phải dung chiếm chấp trường tư quân. Nhưng hoàng gia dung.